Dạ dạ. Khác bạn. Rồi đây là cái clip là mình ăn nha. Sau cái clip 1 là chuẩn bị nguyên phụ liệu, clip 2 là chiên bánh, clip thứ 3 là mình ăn thôi. Đây là mì mì. Rồi ăn đi mì mì. Ăn đi mày. Má ăn hả? Cái nào của má đâu? Cái này không? Ở chỗ mẹ quá. Ăn đi em, cứ ăn đi anh quay. Ủa cái của mình là cái nào? Cái nhà mình ăn nha. Mình chỉ ăn bánh xèo không có ăn nào. Điều trị nên kết hợp Tây y giảm nhanh triệu chứng, Đông y hạn chế bệnh tái phát, thuốc cây diệt khuẩn kháng axit kháng phủ. Cái này phải có cái đồ để đây nhỉ hai em. Bữa nào đi, bữa nào làm lại. Bữa nào làm ngoài cây này nó có bán cái cây á. Ờ cái cây mình để nè, tự mình nó quay cho mình luôn. Đúng không? Ngoài đâu. Ăn đi em. Kinh nghiệm sử dụng thuốc dạ dày Đông y. Ăn đi mà. Không ngại quá ăn không được.